Chương trình đoán ca dao tìm thuật ngữ là cuộc thi đố vui hỏi đáp về các câu ca dao thuật ngữ, thành ngữ theo từng chủ đề. Ở mỗi tập, hai người chơi sẽ nhanh tay bấm chuông để giành quyền trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, sắp xếp từ, nhìn hình đoán ca dao thuật ngữ và tìm câu ca dao thuật ngữ phù hợp với các tình huống. Người chiến thắng sẽ giành giải thưởng 4 triệu đồng, người còn lại nhận 2 triệu đồng và cả hai sẽ cùng được tặng bộ sách ca dao thuật ngữ dân ca Việt Nam, tiếng Việt, văn Việt, người Việt, ngồi thấy xa xăm và những bài thơ khác đến từ nhà sách Phương Nam. Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đoán ca dao tìm tục ngữ. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng giao lưu với một cặp đôi song sinh rất dễ thương và thú vị. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Mình là diễn viên Võ Ngọc Tiến. Dễ thương hả chị? Cứ cho là vậy đi. Ủa dễ thương mà. Còn bên đây. Xin chào tất cả mọi người, mình là Võ Ngọc nhưng mà không phải Tiến, là Tân à. Anh của cái bạn mà vừa mới nghĩ mình dễ thương à. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất là thú vị. Bốn mùa. Đó giờ có nghe câu ca dao tục ngữ nào liên quan đến bốn mùa không? Khó lắm á nha. Thật ra nói về bốn mùa có rất nhiều câu ca dao tục ngữ mới lạ lắm. Và hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá và học hỏi thêm rất nhiều những câu ca dao tục ngữ đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên. Khởi động. Vòng đầu tiên khởi động sẽ có 3 câu hỏi được thể hiện dưới dạng trắc nghiệm. Sắp xếp từ. Đọc các câu ca dao tục ngữ có từ khóa. Trả lời đúng ở mỗi câu hỏi, người chơi giành về 10 điểm. Sẵn sàng ha. Câu đầu tiên. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao. Vì hoa tham lấy sắc vàng, cho nên hoa phải chấm chấm tiếc thu. A. Vội vàng. B. Muộn màng. C. Rộn ràng. Hết. Xin mời Điền. Vì hoa tham lấy sắc vàng, cho nên hoa phải dội vàng tiếc thu. Cho nên hoa phải dội vàng tiếc thu. Đúng rồi, em nghĩ là vậy á. Tân thở dài. Và thở dài đúng rồi đó. Tại vì Tiến đã sai. Ủa. Bây giờ mình đã loại trừ được một đáp án, xin mời Tân trả lời. Đáp án của Tân là gì? Hoa tham lấy sắc vàng, cho nên hoa phải muộn màng tiếc thu. Muộn màng tiếc thu. Nhưng mà đúng. Đó là câu đầu tiên. Và Tân được 10 điểm. Câu thứ hai. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu tục ngữ thành ngữ hoàn chỉnh. Xuân, như, đuổi, tuổi, đi, mỗi, năm, mỗi. Hết. Em xếp nha. Xếp đi. Mỗi năm xuân đi. Rồi đi chưa sao lâu vậy? Nó muốn giữ mãi mùa xuân mà không muốn mùa xuân đi. Nè, thì nó có chữ năm đúng không? Năm. Nè, năm nè. Dạ. 4. Rồi sao 3. 2. 1. Hết giờ. Ủa là em tưởng 1 là em bắt đầu đọc á. Đâu có đâu. Thôi nè, một cái chúng bóc liền. Nói đi Tân. Xuân đi. Đi đâu? Đi đâu ta Xuân? Chị Xuân ơi. Hả? Chị Xuân. À, đang mang tên Xuân chưa? Xuân là mùa xuân. Mùa xuân phải không? Năm nè. Năm xuân đi. Bốn nè. Đi. Đi. Ba. Hai. Mỗi tuổi đuổi. Một. Rồi, coi như thua nha. Mình đọc xong rồi mình mới ngộ được một chuyện này nha. Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi. Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi. Ồ, câu có nghĩa đàng hoàng lắm mà. Có nghĩa đó. Có nghĩa là cứ mỗi một năm mình lên một tuổi. Để giống một như là tuổi cái thanh xuân của mình bị đuổi đi một năm. Đúng rồi. Đúng không? Cái xuân nó tới, mùa xuân tới mà thanh xuân mình đi. Đó.
Câu hay vậy đó. Quá hay luôn ha. Đọc xong cái mình thấy thấm liền. Rồi, đó là câu thứ hai. Mình học được thêm một câu nữa rồi ha. Chúng ta qua câu thứ ba. Hãy đọc ba câu ca dao hoặc tục ngữ hoặc thành ngữ có chủ đề các mùa trong năm. Hết. Ai ta? Một cái câu này rất là dễ mà Tân nghĩ là Lập biết, Tiến biết, mà một cái câu mà rất là nghe rất là nhiều lần rồi. Mà mình nói về cái thời tiết. Dạ. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Còn mấy câu gì mà bữa giờ mới quay ở một cái vùng quê á, có nghe mùa hè cá sông, mùa đông cá ao. Rồi tiếp tục còn câu thứ ba nữa. Trăm hoa đua nở tháng giêng. Hay á, hay á, hay á. Trăm hoa đua nở, nhìn cái bó hoa là biết. Có bông hoa cải nở riêng tháng 10. Dạ cậu ơi, đúng không ta? Nhưng mà đúng không? Đúng. Chúc mừng Tân đã có 10 điểm. Ê, giỏi, giỏi lắm đó nha, giỏi lắm đó nha. Có gì đâu giỏi, hiểu không? Có gì đâu giỏi, cái đó là kiến thức nó nằm ở đây nè. Đúng không? Có gì đâu giỏi. Không, xuất sắc. Chúng ta đã kết thúc vòng 1 rồi. Và kết quả như sau. Ngọc Tân hiện tại đang có 20 điểm. Còn Ngọc Tiến hiện tại chưa có điểm nào. Không sao đâu, mới vòng 1 mà. Qua vòng 2 người ta có điểm bây giờ. Cười người chớ dội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Không, thường thường là phải hôm sau cười hoài. Hôm sau cười hoài, hãy hiểu cười hoài đúng không? Thôi được rồi, đó chính là vòng 1. Và đây là vòng 2, hình ảnh biết nói. Vòng thi thứ 2, hình ảnh biết nói. Hai người chơi được cho trước 50 điểm. Người chơi cùng nhìn hình ảnh và bắt đầu điền từ vào ô chữ. Sau 5 giây, một ô chữ sẽ được lật ra, đồng nghĩa với 5 điểm sẽ bị trừ đi. Người trả lời chính xác sẽ nhận về số điểm tương ứng. Và bây giờ là hình ảnh của chương trình. Trời ơi, sao nhiều hình dữ vậy ta? Là hai hình luôn hả? Hai hình đó, mình phải tổng hợp hết tất cả những cái hình mà chúng ta thấy trên màn hình để tạo ra. Xin mời Ngọc Tân. Ngọc Tiến nha. Xin mời Ngọc Tiến. Ủa, có tấm rồi kêu tôi trả lời. Đây nè, lộn mà, xin đôi mà, đúng không? Bán quạt mùa đông, bán bông mùa hè. Hay, câu này hay. Mùa hè hay mùa hạ đó. Mùa hè. Sai một chữ là sai luôn, Phong Lập. Đúng rồi. Bán bông mùa hạ. Bán quạt mùa đông, bán bông mùa hạ. Cho nó bừng bừng. Và đó là đáp án của Ngọc Tiến. Dạ. Và đáp án này chưa chính xác. Hồi nãy trả lời mùa gì sai ta? Mùa hạ. Mùa hè. Mình là bán quạt mùa đông, bán bông, mùa hè. Vẫn chưa chính xác. Rồi bây giờ xin tiếp tục hình ảnh. Là muốn nữa hả? Muốn nữa. Rồi thì mình là bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè. Mua là mua, tự nhiên cái mua, dữ liệu nào đâu mua. Bông mùa hè. Kệ cái kệ. Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè. Mùa hè. Và đó là đáp án chính xác. Đó. Chúc mừng Ngọc Tiến. Với đáp án này, ba chữ được mở ra nên Ngọc Tiến có được 35 điểm. Chúc mừng Ngọc Tiến. Và sau vòng 2, số điểm như sau. Ngọc Tân vẫn bảo toàn số điểm, đó chính là 20 điểm. Còn Ngọc Tiến hiện tại bây giờ đã có 35 điểm. Không sao cả, chúng ta sẽ tìm lại điểm cho chính bản thân mình ở vòng thứ 3 mang tên câu chuyện tình huống. Vòng thi cuối cùng, câu chuyện tình huống. Hai người chơi sẽ theo dõi một tiểu phẩm được thể hiện trên sân khấu và tìm câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ được ẩn ý trong tiểu phẩm. Trả lời chính xác ở vòng thi này, người chơi nhận về 50 điểm. Ơi, đi ra lấy đồ đi con, má thấy có sắm rồi đó.
Trời ơi, có ra không mẹ? Sắm đâu? Tao thấy có sắm rồi đó, mày đi ra mày lấy đồ lẹ đi. Trời chưa mưa mẹ ơi, chừng nào mưa rồi con lấy đồ nha. Ủa ơi, gà gái rồi kìa. Có chuẩn bị có mưa đó. Đồ gà gái mẹ làm như cốc vậy, mưa gió đâu mẹ ơi. Trời ơi, tao nói mày không nghe cái thằng này. 5 phút được không lấy? Trời, mưa thiệt. Mẹ ơi, lấy đồ phụ con mẹ ơi, mưa mẹ ơi, chị chạy ra không kịp mẹ ơi. Trời đất ơi, tao kêu mày đi lấy nãy giờ, nói không có nghe đâu. Đã nhớ được cái gì trong tiềm thức ca dao tục ngữ của mình chưa? Bây giờ có thể bấm chuông được rồi đó nếu như ai đã có đáp án. Gà gái té le chờ sáng rồi ai. Cái đó là lời cái bài hát. Rồi. Sao mà tức quá chứ? Có đáp án không? Chưa. Chưa có đáp án đúng không? Chưa. Bên đây. Không luôn. Không có đáp án luôn. Vậy thì bây giờ chương trình sẽ gợi ý. Đồng nghĩa với việc chỉ còn 25 điểm mà thôi. Và sau đây là gợi ý của chương trình. Điền vào chỗ trống. Chớp đông nhay nháy. Gà gáy chấm chấm. A. Gió bay. B. Không ai hay. C. Thì mưa. Hết. Xin mời Tiến. Chớp đông nhay nháy. Gà gáy thì mưa. Chớp đông nhay nháy. Gà gáy thì mưa. Đó là đáp án. Chính xác. Nên với đáp án này đã mang về 25 điểm cho Ngọc Tiến. Chúc mừng Ngọc Tiến. Và bây giờ sau 3 vòng thi chúng ta đã có kết quả rất là rõ ràng rồi đúng không nào? Hiện tại Ngọc Tân đang có 20 điểm. Và hiện tại Ngọc Tiến đang có 60 điểm. Ngọc Tiến đã trở thành người chiến thắng cho vòng chơi hôm nay. Rồi xin mời hai anh em bước lên phía trước. Rồi đây. Đây 2 triệu cho người về sau. 2 triệu cho người về sau. 4 triệu cho người về nhất. Bên cạnh đó còn có những phần quà rất là dễ thương và giá trị để dành tặng cho hai anh em. Đây, đây là quà của chương trình. À, sách hả? À, sách ca dao tục ngữ, tiếng Việt, văn Việt, người Việt. Wow. Nói chung là rất là bổ ích cho chúng ta đó. Cảm ơn hai anh em Tân Tiến rất là nhiều vì đã dành thời gian tham gia chương trình này. Và rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành thời gian đến với chương trình. Có lời nào muốn nói với khán giả không? Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương chương trình. Để những người chơi biết được những câu ca dao tục ngữ mới mà mình không biết. Thật sự thì nó nhiều lắm. Chứ làm sao mình có thể biết hết những câu mình biết, thì nó là chỉ là những cái hạt cát trong một cái cuốn sách này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Cho nên là mỗi vòng trôi qua, mỗi tập trôi qua mình sẽ có thêm những kiến thức mới về những câu ca dao tục ngữ. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Có đồng ý với người ta không? Đồng ý chứ. Còn riêng Tiến thì cảm nhận được là ca dao tục ngữ hay thành ngữ thì là do nhân gian mình truyền miệng với nhau. Thì qua chương trình này thì các vùng miền khác nhau có thể xem trên màn hình nhỏ và học hỏi được tất cả những câu mà ca dao thành ngữ mà chương trình mang lại. Cảm ơn Ngọc Tân, Ngọc Tiến đã đến với chương trình. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19h15 vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.